Cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre. Hôm nay con cho cô chú anh chị chiêm ngắm cây mít. Đố cô chú anh chị mít gì ạ? À? Đây. À, mít đó, lúc gà thì đang được hot đó cô chú anh chị. Anh chị tên tái bán tiền cứ dâu luôn cô chú anh chị ơi. Rất đang hot luôn cô chú anh chị. Mà giá thành mà giá tái thì cực kỳ cao luôn. Dạ. Con nói đó cô chú anh chị, tổng cây gì cũng vậy. Có thời điểm nó sẽ lên mà có thời điểm sẽ xuống, nhưng mà cây mít thì trong 2 năm qua thì nó đang lên ngổ của chú anh chị, và cây sầu riêng, dạ, hai cây kinh tế chủ lực ở miền Tây luôn của chú anh chị. Dạ. Dạ, đây là cây mít siêu sớm, dạ, tầm mới có 18 tháng mới tái được chú anh chị. Dạ. Cái này là con chia sẻ cho chú anh chị là tầm nó không kén đất, thành ra sập lộ dành chú anh chị để tận dụng những diện tích đất mình trồng mình để thu hoạch, mình để ăn và để bán kinh tế nó của chú anh chị. Tầm quen lộ nè, là bên kia là cái gì nó có chú anh chị thấy không ạ? Tầm chơi mà ăn thiệt đó có chú anh chị. Nó có chú anh chị thấy không? Nó chịu khô hạn rất tốt. Cái mít là như cái cây lâm nghiệp đó chú anh chị, chịu khô hạn rất là tốt luôn. Cái này là mít mít siêu sớm chú anh chị. Dạ, bên đây là mấy tầm sau đây là những cái cây đỏ đô lá bầu, tầm quen ven đường của chú anh chị hai bên. Tại vì cái bích cô chú anh chị biết sao không, tầm quen những cái con đường này nè, thứ nhất là tận dụng cái diện tích, thứ hai nữa là cây mít đó, nó sẽ ăn xuyên qua lộ luôn, xuyên qua luôn của chú anh chị, thành ra mình đỡ tốn được cái diện tích. Tại mít nó ăn gỡ ghê lắm chú anh chị. Indo lá bầu, Indo lá bầu là về nằm chú anh chị, có những đốm đốm lá như nè, nó mới chuẩn Indo lá bầu cục đỏ xe vàng đó chú anh chị, nó không phải bị bệnh nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, nó như vậy nè cô chú anh chị, hình thức lá nó vậy nè, không phải bệnh mà nó vậy đó, cái lá nó vậy đó. Đây là những cây chặn này của chú anh chị trồng đây. À, trong quá trình ở trong nào là lâm nông thôn mới của chú anh chị, thành ra trồng mít nè, người ta xen xen những cây bông trang, ta làm cái đường quyền đó của chú anh chị, trong cái tuyến đường nó trong đẹp và văn minh sạch đẹp của chú anh chị. Còn chú anh chị biết không tin? Dạ. Đây là những bạn ngay xuống xóm. Tái hoàng quả chú chị luôn. Nó tầm chơi em thiệt đó của chú chị. Tái này cực kỳ bự, cái tái này bà nằm giá hơn 5 kg rồi. Cần chú chị chim ngắm. Ở trong đó là cái cây mít Mã Lai chú chị. Mã Lai rất là bự luôn. Bên còn có cung cấp nè, Mã Lai nè, tố nữ xưa nè, rồi tố nữ bị sầu riêng nè của chú chị. Rồi nè, mít Đài Loan chú chị đó, rồi mít siêu sớm, mít đỏ Indo lá bầu đó, mít Thái lá bài, mít không hạt, nói chung là cắt tầm tất cả các loại mít luôn. Bên con xí sợ bánh tre Chợ Lắp Bánh Tre của chú chị đủ hết tất cả các dòng cây giống của chú chị lựa chọn. Dạ. Tại vì về Chợ Lắp của con rồi chú chị giống nào cũng có hết, Mã Lai Thái Dài bên con cũng có luôn. Dạ. Mít Thái Lá Bàn, tất cả các dòng mít luôn của chú anh chị này sưu tầm mình xin liên hệ bên con. Và bên con có những cái cây tiềm năng kinh tế lúc gà hiện tại đang hot nhất là mít Indo lá bầu, giá thành giá tái và giá cây giống, kế tiếp là mít siêu sớm. Tại vì hai bạn này thì là chủ lực luôn của chú anh chị, được thứ nhất đó, là được dễ tầm, là thứ hai là tái có phẩm chất để xuất khẩu, nó cho chú anh chị biết thông tin. Yeah. Rồi cần cây giống những bạn này xin liên hệ bên chị em con, liên hệ chị con vào lúc 18 giờ tối, thì ban ngày thì con ban ngày chị con làm việc, con thì lo vườn tược đó của chú anh chị. Hôm nay thì con có dịp con đi ven đường nè, con chỉ cho cô chú anh chị có mô hình rất là hay. Mình đâu phải nhất thiết là mình trồng ở những cái bờ, chú anh chị có thể trồng tận dụng những cái mép đất, những cái diện tích đất mình nhỏ hẹp mình có thể trồng, mình có cái để ăn. Thứ nhất, thứ hai nữa mình dư giả mình sẽ bán. Đó. Chú anh chị cái thông tin rất là dễ, tại mít là như là cây lâm nghiệp vậy đó. Tòng rồi có thể là cô nôm na là bỏ hít cho tà luôn, nó cũng không chết. Những cây khác không được như vậy. Rồi con chân thành cảm ơn cô chú gì xem kênh, con xin kết thúc video đẹp.